Hello, xin chào mừng anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp. Gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống quý anh chị nhé. Kênh thông tin bất động sản Biển Xanh là một kênh chuyên review những sản phẩm bất động sản sạch khu vực phía Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Do đó mà quý anh chị nào mà đang muốn tìm hiểu về khu vực này thì hãy cứ kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh qua số điện thoại 037 730 4018 hoặc là nhấn đăng ký kênh, nhấp vào chiếc chuông góc phải màn hình để tiện theo dõi những video mà Biển Xanh cung cấp về những cái sản phẩm bất động sản sạch phía Tây Bắc Sài Gòn quý anh chị nhé. Ngày hôm nay thì Biển Xanh đang tiếp tục có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km để chia sẻ và review cho quý anh chị mình tham quan một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô góc hai mặt tiền, một vị trí cực kỳ là hiếm sản phẩm quý anh chị nhé. Và đây chính là vị trí lô góc của chúng ta đã xuất hiện. Từ cái nhà này mình đo sang là 12,46 và dài sâu xuống phía dưới là 20, tổng diện tích trên sổ nó là 237 m², hướng nam và hướng tây quý anh chị nhé. Mặt view công viên phố đi bộ này của chúng ta là hướng nam, còn mặt phía bên tay của Biển Xanh đang chỉ đó là hướng tây. Từ con đường đó mình chạy thẳng thì mình có thể đi vào công viên 7 kỳ quan thế giới. Phía trước mặt chúng ta chính là phố đi bộ hồ sinh thái rộng 15 hecta, công viên, và đây là quỹ đất để xây khu du lịch An Tây Hồ. Phía trước chúng ta mình quẹo tay trái thì chính là con đường trục chính TC4, một con đường thẳng kết nối chạy sang công viên 7 kỳ quan thế giới. Nó kết nối với quỹ đất để xây khu du lịch An Tây Hồ của chúng ta sau này quý anh chị nhé. Khu vực này thì cũng nhà cửa dân sinh cũng đang mọc lên rất là nhiều. Lô góc này đang đợi quý anh chị mình về để xây biệt thự, kinh doanh cà phê, nhà vườn. Một vị trí cực kỳ là đẹp, khá là lớn. Ngang 12,46, dài 20, tổng diện tích trên sổ là 237 m². Một mặt là hướng nam và một mặt là hướng tây. Và rất là hiếm những cái lô có diện tích lớn như này, thế này quý anh chị nhé. Những cái lô mà ngang chiều ngang của nó hơn 10 như thế này nó rất là hiếm sản phẩm luôn. Và cái lô này thì anh chủ đất đang muốn bán với giá là 3,5 tỷ, còn thương lượng bớt lọc may mắn bao sang tên công chứng, đóng thuế phí sang sổ cho chúng ta, không phát sinh thêm chi phí nào nữa. Quý anh chị đang xem được video này của Biển Xanh thấy vị trí lô góc này nó phù hợp nhu cầu của mình đang tìm kiếm, phù hợp quỹ tài chính của mình, thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh luôn luôn ở đây để sẻ chia những kinh nghiệm, những lời khuyên để quý anh chị mình có thể mau tìm ra những sản phẩm đầu tư sinh lời để thay đổi cuộc sống, giàu lên cùng bất động sản quý anh chị nhé. Trước mặt chúng ta chính là phố đi bộ hồ sinh thái và công viên cực kỳ là đẹp và mát mẻ. Do đó mà đây là một cái vị trí khá là hiếm. Những cái lô góc như thế này nó rất là hiếm, không có quý anh chị nhé. Và đặc biệt là những lô góc lớn tới 237 m² như thế này vô cùng là phù hợp để quý anh chị có thể xây biệt thự, nhà vườn hoặc là quán cà phê. Trong cái khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này thì tổng diện tích lên tới 107 hecta và vẫn còn đang tiếp tục mở rộng thêm 49 hecta nữa. Do đó mà nơi đây nó đang phát triển khá là mạnh. Trong này thì không khí lại cực kỳ là trong lành, không khói bụi, không ồn ào, không kẹt xe. Một nơi lý tưởng để quý anh chị có thể an cư cũng như đầu tư sinh lời. Và cái vị trí chúng ta di chuyển vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ 35 km mà thôi quý anh chị nhé. Từ đây chúng ta chạy lên trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà chỉ 35 km. Và mình di chuyển về các tỉnh miền Tây cũng rất là dễ dàng. Nơi đây nó có cái kết nối giao thông, thông thương giữa thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây. Rất là nhanh chóng, dễ dàng và thông suốt. Do đó mà cái vị trí nó được mẹ thiên nhiên ban tặng như thế này, do đó mà kinh tế phát triển cũng khá là nhanh và mạnh trong những cái năm gần đây. Cái lô góc này chỉ có 3,5 tỷ giá còn thương lượng, bao mọi thuế phí, công chứng sang tên. Do đó mà quý anh chị đang xem được video này của Biển Xanh thấy phù hợp với nhu cầu của mình đang cần tìm kiếm để đầu tư cũng như an cư thì còn chần chừ gì mà không kết nối Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh luôn luôn tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi để quý anh chị có thể sở hữu ngay cái lô góc rất là đẹp này quý anh chị nhé. Một sản phẩm vô cùng là hiếm, lô góc 2
mặt tiền hướng Nam và hướng Tây, vị trí vô cùng là đặc biệt. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư luôn dồi dào sức khỏe, thành công, chuẩn bị đón một năm mới an khang thịnh vượng. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.